Xin kính chào quý vị các bạn quay trở lại với Thế Giới Xe Đức. Một ngày thứ sáu rất là đẹp trời và hôm nay Long cảm thấy là rất là may mắn khi lại được chuẩn bị ra một chiếc xe GLC mới nhất Việt Nam hiện tại, lăn bánh đúng 3.000 km, sản xuất 2021 anh em nhé. Chiếc xe mang biển số Hà Nội, được một khách hàng tại Cang Nam đã tin tưởng ủng hộ. Chị vừa qua để đặt cọc chiếc xe này và hẹn là một lát nữa mình sẽ giao chiếc xe này đến tận cái chỗ mà khu chị ở để giao cho chị. Đấy, chiếc xe 2021 màu đen nội thất đen, sản xuất 2021 luôn. Đấy, lăn bánh đúng 3.000 km. Chị thích là ở cái chất xe, thứ nhất là lướt, thứ hai là cái xe nó biển Hà Nội luôn nên là chị ưng luôn. Đấy, và thời điểm này là hãng cũng đang không có xe. Đấy, nên là gặp Thế Giới Xe Đức, gặp với team bán hàng rất là nhiệt tình, nhiệt huyết của Thế Giới Xe Đức và chị đã quyết định ủng hộ. Đấy, một trong những cái không khí mua bán rất là hay vừa rồi đã trải qua. Đấy, hiện tại thì mình lưu lại những hình ảnh này để là chia sẻ cho tất cả anh em yêu xe Đức và lựa chọn những chiếc xe Đức lướt. Đấy, hãy tìm đến Thế Giới Xe Đức và chúng ta hãy cùng trải nghiệm và sở hữu những dòng sản phẩm của bên Thế Giới Xe Đức nhé. Anh em hãy dùng một số hình ảnh rất là đẹp để lưu lại nhé.